Đoàn công tác do ông Phạm Quang Hiệu, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, thành viên Ban chỉ đạo Trung ương Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu về kết quả triển khai cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022. Những năm qua, cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam được triển khai rộng khắp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và nhận được sự hưởng ứng tích cực của đông đảo tầng lớp nhân dân. Với hệ thống phân phối 82 chợ, 5 trung tâm thương mại hạng 3, 10 siêu thị, 142 chuỗi cửa hàng bán lẻ, hàng Việt chiếm tỷ lệ 80-87% trên các kệ hàng. Hệ thống 6 điểm bán hàng Việt Nam cố định với tên gọi Tự hào hàng Việt Nam được Sở Công Thương xây dựng từ cuối năm 2017 cũng giúp người tiêu dùng dễ dàng tiếp cận hàng Việt chất lượng, giá cả hợp lý. Đồng hành hỗ trợ bảo vệ người tiêu dùng hàng Việt, tỉnh đã phối hợp với Bộ Công Thương tiếp nhận tổng đài tư vấn 1800-6838 đặt trụ sở tại Sở Công Thương. Cục Quản lý Thị trường tỉnh tăng cường các hoạt động kiểm tra kiểm soát phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Tại buổi làm việc về kết quả triển khai cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam năm 2021 và 6 tháng đầu năm nay, các đại biểu cũng thảo luận giải pháp tạo điều kiện cho doanh nghiệp, hộ cá thể có sản phẩm được chứng nhận OCOP và công nghiệp nông thôn tiêu biểu trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu giới thiệu sản phẩm mở rộng thị trường. Ông Phạm Quang Hiệu, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, thành viên Ban chỉ đạo Trung ương Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, đánh giá cao kết quả triển khai cuộc vận động người Việt ưu tiên dùng hàng Việt tại Bà Rịa Vũng Tàu. Đoàn cũng ghi nhận những kiến nghị để báo cáo lại với Ban chỉ đạo Trung ương.